Hoa hậu Phương Lê hủy kết bạn với con trai nuôi Vũ Linh, Hồng Loan khóc nghẹn ôn lại chuyện xưa. Trên sóng livestream của mình, Hoa hậu Phương Lê mới đây đã tiết lộ hủy kết bạn và không còn qua lại với con trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Vũ Luân. Cô yêu cầu fan và cư dân mạng không hỏi về nam nghệ sĩ. Phương Lê cho biết, mọi người đừng có nhắc anh Vũ Luân trong livestream của Phương Lê nữa, vì Phương Lê bị mang tiếng lợi dụng anh Vũ Luân này nọ các kiểu nên Phương Lê không muốn. Ai yêu thương Phương Lê vẫn có thể gọi Phương Lê là mẹ xoài, nhưng phải hiểu là mẹ xoài là bà mẹ đơn thân chứ không còn đồng hành với ba xoài như trước đây nữa, vì Phương Lê và anh Luân bây giờ không có liên lạc nữa. Đây không phải do anh Luân làm mà tại Phương Lê đó, anh Luân là một người rất đàn ông nên sẽ không bao giờ làm điều đó. Phương Lê là người chủ động hủy kết bạn để anh được có cuộc sống bình yên. Vì đôi lúc người ta không thích mình thì sẽ vùi dập anh luôn, nên Phương Lê tự động hủy kết bạn với anh và nhắn tạm biệt các kiểu. Đó là một người bạn tri kỷ và là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của mình trong khoảng thời gian mấy tháng vừa qua và là một idol 30 năm mà mình không bao giờ hối hận. Cô nói thêm về Vũ Luân và khẳng định đây mãi là người bạn tốt của mình. Đây là một bà mẹ đơn thân nha. Đừng nhắc anh Luân nữa vì Phương Lê sẽ hơi buồn đó. Vì bạn mà, mình không chơi với bạn nữa thì mình buồn chứ. Mong mọi người lúc nào cũng ủng hộ và bảo vệ anh Luân nha. Vì anh Luân là một người tốt, một người chính nhân quân tử, một người sống có trước có sau, một người đầu đội trời chân đạp đất, một người mà người khác không được phép suy nghĩ không tốt về ảnh. Suốt mấy tháng chơi chung quen biết anh Luân, Phương Lê cảm thấy không hối tiếc thời gian chơi cùng nhau. Anh Luân là một người phải nói đúng, nói thẳng, nói thật. Hôm nay là ngày cuối cùng Phương Lê nhắc anh Luân trong livestream của mình và Phương Lê sẽ không nói về anh nữa, nên mọi người vào đây đừng nhắc anh nữa. Phương Lê buồn chứ, cái gì qua rồi thì để cho qua luôn. Mình chơi với bạn phải làm cho bạn mình tốt, lựa chọn của mình là phải để cho bạn tốt, không được gây phiền phức cho bạn của mình. Riêng con gái Vũ Linh, hậu cắt đứt quan hệ, Phương Lê không hề nhắc đến Hồng Loan trên mạng xã hội. Ở một diễn biến khác, con gái Vũ Linh đang phải đối mặt với kiện tụng tranh chấp tài sản với cô ruột và em họ là Hồng Nhung và Hồng Phượng. Câu chuyện khá căng thẳng và thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới truyền thông. Mới đây, cô đã có những chia sẻ về ba ruột trong ngày sinh nhật của bản thân. Cô viết, sinh nhật của con lại đến, năm nay chúng con không có ngoại cùng vui. Ngoại ơi, nơi phương xa, ngoại hãy an lòng mà về với Phật nha. Con cháu luôn ngoan ngoãn, mãi nhớ thương ngoại. Con nhớ ba, ngoại mừng sinh nhật cho con xong rồi đến sinh nhật của ngoại mà ngoại không ngồi nổi vì bệnh tật hành. Lúc đó con chỉ biết nhìn và đau xót, không thể nào gánh thay cho ba được. Mỗi lần nhớ đến con lại đau hơn và thương lắm. Cô đau đớn nói về những ngày cuối đời của người ba quá cố. Ba đã quá nhiều đau khổ, những cơn đau thắt ba không hề than vãn hay la lớn lên. Ba vẫn im lặng và cắn răng chịu đựng từng cơn đau của căn bệnh đang hoành hành. Ba chỉ biết tìm một bàn tay nắm thật chặt để chịu đựng. Con luôn nhớ đến cảm giác lúc đó ba đau lắm. Lúc đó con chỉ muốn nỗi đau đó con phải là người chịu. Vì ba đã một đời hy sinh, lo lắng chăm sóc cho gia đình, đến cuối đời vẫn không hết khổ. Con mong ước được gặp ba. Ba ơi!